Ngày 21 tháng 8, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam Lương Nhật Bình, sinh năm 1989, trú Đắk Nông, để điều tra xử lý về tội danh trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ điều tra, sáng ngày 21 tháng 7, khi vừa thức dậy, chị H, sinh năm 1972, trú ở phường 9, thành phố Tuy Hòa, phát hiện trong nhà đã bị mất một nhẫn kim cương trị giá 250 triệu đồng, một nhẫn vàng đính ngọc trai, một đồng hồ đeo tay và 67 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngay lập tức, chị đã đến cơ quan công an trình báo. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, hơn một tuần sau, các trinh sát xác định được nghi can Lương Nhật Bình. Đến ngày 14 tháng 8, khi Bình vừa trở về nhà, đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do mê game nên Bình đã đột nhập vào nhà chị H bằng ống thông gió để trộm tài sản. Công an cho biết, Lương Nhật Bình là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.